Thưa quý vị, thưa các bạn, trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, các hãng hàng không đều đồng loạt tăng suất, tăng chuyến bay. Trong đó, hãng hàng không Vietjet nâng số chuyến bay mỗi ngày lên hơn 320 chuyến, tức là tăng hơn 20%. Thông tin này sẽ có trong cụm tin hàng không ngay sau đây. Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành công điện tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam. Để kịp thời chấn chỉnh những bất cập và tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay, tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp nhập cảnh nêu trên theo quy định, đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch, tránh trục lợi và tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các cảng vụ hàng không và các hãng hàng không Vietjet, Pacific Airlines, Bamboo Airways khẩn trương kiểm tra và nhắc nhở các cán bộ, nhân viên, người lao động của đơn vị và hành khách tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch, đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo y tế.